sở hữu phong độ ấn tượng từ đầu mùa với chuỗi trận bất bại, Đông Á Thanh Hóa tràn đầy tự tin chờ đợi những thử thách tiếp theo tại vòng 6 V-League. Chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov duy trì một vị trí trong nhóm đua vô địch. Những điều này được dự báo sẽ chẳng dễ dàng trước những vị khách câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng đang dần có được những màn trình diễn khởi sắc dưới thời huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. 18 giờ ngày 16 tháng 12, Đông Á Thanh Hóa, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp trên VTV5.